Tiếp tục chào đón quý vị đến với clip. Ngày hôm nay em giới thiệu đến quý vị lô loa toàn giải của Pháp tiếp tục về. Lô toàn giải của Pháp về được hơn 100 đôi nữa. Các bác thoải mái lựa chọn. Đấy. Đây là những đôi loa toàn giải của Pháp còn nguyên cả biến thế. Cái biến thế này của nó là nó có tác dụng là khi quý vị lắp khoảng độ từ 15 đến 20 đôi loa trở lên thì bắt buộc phải cấp nguồn cho cái biến thế này. Nguồn của cái biến thế này nó chạy điện 100V để nó chống suy hao tín hiệu trên đường dây, có nghĩa là khi quý vị đấu nhiều đôi loa quá thì nó sẽ bị suy, nó bị suy tín hiệu. Nó xa quá mà, nó xa quá để nó suy thì bắt buộc phải cấp nguồn vào cái biến thế này này. Cấp nguồn vào cái biến thế này để nó không bị suy hao. Đấy. Và đôi loa toàn giải này đây, nó hai mồm. Em sẽ nói chi tiết sau. Em sẽ nói nhanh qua một số sản phẩm trong clip này đã. Giá của em nó là 800 ngàn một chiếc. 800 ngàn một chiếc này. Vậy là quý vị muốn mua một đôi là nó trị giá 1 triệu 6 một đôi. Được chưa? 1 triệu 6 một đôi đấy. Em mới bóc tạm thử cho đây quý vị thôi, còn nhiều lắm, thoải mái. Bóc đây cho quý vị thoải mái xem à, được chưa? Ok chưa? Và những cái loa âm trần này thì quý vị như này thì có đôi nào có con nào nó đẹp thì quý vị dùng, còn có con nào nó còn cái màu của nó hơi xuống màu một chút đấy. Thật ra là có thỉnh thoảng có con bởi vì nó là hàng đã dùng rồi. Nên không tránh được thì quý vị về, quý vị nào cần muốn đẹp ấy, quý vị về tháo ra như thế này cho em, tháo rời này. Đấy, quý vị nhấc cái này ra, quý vị mua lọ sơn trắng ấy. Hơn 20.000 lọ sơn trắng, quý vị sơn trắng vào cho em cho nó đẹp. Nói thế cho nó nhanh. Sơn trắng cho nó đẹp. Có những con thì nó có cái logo bằng nhựa này, nó nằm đây này. Ví dụ ở em test thì nó không sao, nhưng khi vận chuyển về nhiều con nó bị bong cái này này, quý vị để ý hộ em nhé, nó bong cái này, nó rơi cái hạt này này, rơi cái hạt này, nó nằm luôn vào giữa cái màng này với cái này. Thành ra nhiều lúc quý vị hát nó hơi phè, quý vị nhấc ra, hất cái hạt ra hộ em. Bởi vì là bán thế này nhiều lúc không làm hết được. Có quý vị, nhiều quý vị em hướng dẫn kịp, nhiều quý vị mới thế bảo ô loa bị rè, nó không phải. Đây nhá, vô tình nó rụng những cái hạt này này vào. Đấy, nó là cái nhựa mà, cái nhựa để nó gắn logo này. Đấy, tiếp theo là đấy là loa âm trần, giới thiệu chi tiết sau. Tiếp theo là giới thiệu đến quý vị 1, 2, 3 bộ dàn nữa. Thứ nhất là đây là bộ 5.1. Bộ dàn 5.1. Bộ này có mức giá là 3 triệu, gồm có một loa súp. 1 2 5 con loa lời. 4 con loa 4 góc và một con loa center ở giữa. Đây là bộ đờn nông. Cái bộ đờn nông này nó có khiển. Cái này có khiển em nhé. Bỏ khiển đây. Bộ đờn nông này có khiển. Và cái đặc biệt là con đờn nông này có cả giải mã. Mà cái mục cái báo cáo quý vị là cả một bộ này có 3 triệu. Bây giờ quý vị mua một cái đầu giải mã đều quý vị phải 3 4 triệu trở lên rồi nhá. Em chỉ nói một câu là mua một cái đầu giải mã đều cũng phải có 3 đến 4 triệu trở lên rồi, mà đây cả một bộ này 3 triệu gồm có một súp, 5 con loa, một cái đầu. Đầu này có giải mã này. Giải mã ở đâu thì giải mã ở đây, chỉ luôn cho. Bởi vì tất cả TV internet bây giờ đời mới nhất bắt buộc phải có đầu giải mã thì nghe chất lượng âm thanh nó hay. Đây quý vị nhìn thấy giải mã chưa? Nó gồm có một cổng giải mã này, hai cổng giải mã, ba cổng giải mã luôn, được chưa? Nhá. Đây nhá, quý vị nhớ nhá, nhìn này, digital in nhá. In nhá chứ không phải ợp nhá, in nhá. Này, ba cổng giải mã. Quý vị ở về nhà quý vị cắm thẳng TV internet vào đây cho em. Nhá. Xong cắm đường ra, quý vị nhìn thấy đường out chưa? Đây này, đường out ra này. Đây out ra này, đây là đường ra này. Cắm ra xuống các bộ dàn nghe nhạc hoặc là bộ karaoke nha quý vị. Con này thì là nó không có dây. Nó không có dây, không có dây, rắc cắm đây này. Nhưng không có rắc cắm này quý vị xử lý thoải mái. Quý vị nhìn trong này có hai cái chân đây chưa? Hai cái chân cắm đây chưa? Quý vị về cái dây điện, cái dây loa của quý vị như này nhá. Quý vị cắt bằng đi. Cắt bằng xong cắm chính cái lỗ mà trong nó có lõi dây đồng ấy. Cắm chính cái lõi vào thẳng đây luôn. Vào thẳng cái chân này luôn là được, chứ không cần phải dây rất là cái gì cả, không cần, không cần thiết. Nếu nó mất rắc thì có rắc thì tốt, nhưng không có rắc, nếu có rắc thì bộ này nó mấy triệu nữa cơ. Đấy, về ví dụ em đang ví dụ nhá, là cái dây loa như thế này, được chưa? Về quý vị cắt đôi, cắt thẳng này ra, tước ra, cắm mỗi một con này vào thẳng cái chân này là xong, thế thôi. Không cần gì phải rắc, thế là xong. Đấy, bộ này có giá là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng mà được giải mã, được nghe nhạc với những bộ này trên những TV smart đời mới thì không còn gì nói rồi. Tiếp theo sang đến bộ tiếp theo, đó là bộ
Onkyo, Onkyo CRS1 nha. Các bác nhìn này, đừng có nghĩ nó thấp, 42W đấy, được chưa? Cả bộ này giá 2,9 triệu. Các bác mua cái đầu giải mã bình thường bây giờ nó phải 3-4 triệu trở lên rồi. Cả bộ này 2,9 triệu mà lại có giải mã luôn, nhìn chưa? Quý vị nhìn chưa? Digital in chưa? Hai cổng giải mã luôn chứ không phải một cổng. Hai cổng giải mã, digital in, đọc 1, đọc 2, được chưa? Và cổng ra đây, quý vị nhớ nhá, in, lay 1, lay 2, được chưa? Đấy, còn đây cổng ra đây, quý vị nhìn cổng out, cổng quýt này, đọc chữ tiếng Việt cho nhanh, quýt này, đi ra đây, cắm từ đây xuống các bộ dàn karaoke, bộ dàn nghe nhạc, cắm từ đây ra. Và cổng từ TV Internet đời mới nhất cắm vào đây, cắm vào đây nhá, đấy, được chưa? Cả bộ này, cả loa 2,9 triệu. Con loa này bị cớn một tí góc đây, có một tí góc này cớn này. Nói chung không hiểu gì, chả ảnh hưởng gì cả. Được chưa? Còn tiếp tục sang đến đây. À, sang đến đây. Đây là bộ dàn Kenwood. Bộ Kenwood này hình như là mất một bên e căng ấy. Mất e căng rồi, nó mất e căng rồi bác ơi, chỉ còn một cái e căng thôi. Mất e căng. À, đây là bộ Kenwood. Chưa? Ở bộ Kenwood này thì báo cáo quý vị là nó chạy được có tất cả mấy chức năng nhỉ? Nhìn xem nào, đây em nhìn em xem báo luôn. Đây. Nó gồm có xem nào. Chạy đĩa CD là 1 này. Chạy đĩa M2 à, MD là 2 này. Chạy được CD này, MD này, chạy được cả USB này. Cắm TV, điện thoại, máy tính, laptop vào thoải mái này. Đây, hai cổng phía sau cũng có này. Này, thoải mái. Còn cắm được cả thẻ nhớ này. Đây, cổng thẻ nhớ là 3. Vậy là cắm được cả thẻ nhớ đây, hình như thẻ nhớ đây. Thẻ nhớ đây, USB này, MD, CD. Ôi chà, con này khá là hay đấy. Yeah. Đây, cổng AUX đây. Quý vị có thể đằng sau cũng được. Nếu đằng trước nó vướng quá, cắm đằng sau đây. Cổng AUX đây, quý vị có thể cắm này, TV, laptop, điện thoại, máy tính vào đây thoải mái luôn. Ok. À, bộ dàn này có mức giá là 2,9 triệu. 2,9 triệu. Nó cũng có mức giá là 2,9 triệu luôn. 2,9 triệu. Được chưa? 2,9. Đấy. 2,9. À, còn đây, sang đây nữa. À, đây là vừa giới thiệu, lúc đầu em giới thiệu qua cho quý vị rồi, đó là những chiếc loa toàn giải âm trần của Pháp. Đây là loa toàn giải âm trần của Pháp ạ. À, loa được thiết kế thì quý vị đã nhìn thấy rồi. Đây, em phải lấy đưa cho anh cái thước đi, anh đo luôn cho nó thoải mái, bởi nhiều có nhiều clip rồi nhưng các bác ý, quên. À, được thiết kế với lại một khung để gắn vào trần. Loa đây, made in France, được chưa? Loa âm trần của Pháp. Đấy, em tháo rời một con cho quý vị nhìn này. À, với quý vị dùng, về dùng thì loa âm trần của Pháp thì nó có những tác dụng là quý vị đấu loa âm trần hoặc quý vị nhấc loa, nhấc con những con loa toàn giải này ra. À, quý vị chơi ván hở. Nó tóm lại về quý vị có nhiều quý vị thích đóng những cái ván hở hình vuông, hình đủ các hình xếp như hình nón, quý vị gắn những con loa này vào hoặc là 2 3 con loa, 4 con loa này vào một cánh chẳng hạn để chơi. Nó tóm lại bây giờ độ loa theo kiểu chơi kiểu loa ván hở thì có nhiều bác thích chơi rồi. Đây là dòng loa của Pháp. Ở Pháp mà mức giá của nó báo cáo quý vị là có 800.000 một chiếc. 800.000 một chiếc thì nó quá rẻ. Nó rẻ đến nỗi mà có nhiều bác gọi em hỏi tôi đặt một con tôi về tôi xem đó, bởi vì nghi ngờ, nghĩ là loa Pháp làm sao mà lại có 800.000 một chiếc. Nó rẻ đấy. Đấy. À, công suất của em nó là 20W một loa, trở kháng 8 ohm. 20W một loa trở kháng 8 ohm. Đây là dòng loa âm trần của Pháp ạ. À, báo cáo quý vị là nếu như quý vị đấu 8 đến 10 đôi loa, dưới 10 đôi loa thì quý vị về nhà em đấu với em thế, quý vị vứt cái cậy biên thế đi, cắt bỏ biên thế đi, đấu thẳng vào đây cho em nhé. Còn nếu đấu rất là nhiều loa, nhiều đôi loa, trên chục đôi loa, 14, 15 đôi loa trở lên thì quý vị mới dùng cái biên thế này. Cái biên thế này nó tác dụng là nó đỡ cấp điện 100V để nó chống suy hao đường tín hiệu từ âm ly ra đấy, để nó duy trì được cái đường tín hiệu đi xa, đi xa cho nhiều đôi loa, nhiều đôi loa đường cái đường giải phía cuối dưới cùng ấy, nó bị suy
nên là phải dùng biến thế này. Còn với gia đình mình dùng thì đa số cùng lắm thì 10 đôi loa trở lại thì không cần con này nữa, cắt đi, đấu thẳng vào đây ạ. Đấu thẳng đây. Đấy. À, những con loa toàn giải này quý vị có thể chơi ván hở, chơi đóng ở âm trần, hoặc quý vị có thể độ loa xe ô tô, độ xe ô tô, bởi vì là có nhiều bác là thích nghe những dòng nhạc mộc, nghe nhạc mộc, nhạc tình hoặc là giao hưởng thì các bác sẽ đấu những con loa âm trần này. Con loa này thế này thôi quý vị nhìn này. Toàn giải đây, độ nhún nó này. Này, nhìn độ nhún nó khá sâu nhá. Không đơn giản, quý vị nhìn chưa? Nó không đơn giản một chút nào như quý vị ạ. Mang đây là gân vải tẩm dầu này, mang giấy này, gân vải tẩm dầu hai mồm. Đấy. Về cái kích thước của nó này, chiều ngang của con này là 13 phân. Em đo rồi nhưng em nói luôn để cho quý vị 13 phân này. Đấy, quý vị về có thể thoải mái độ. À, còn chiều ngang tổng hợp của cái miệng này, cái chóa này nhé, nó là 17 phân rưỡi. Còn cái khoét âm trần của quý vị khoét âm trần thì quý vị thả vào ấy thì nó là 14 chết này. Đúng rồi, 14 phân. Nó là 14 phân, quý vị cứ khoét 14 phân cho em. Đây nó là 13 phân 6 phân 7 nhưng quý vị cứ khoét 14 phân là vừa đẹp. Cái lỗ tròn là 14 phân, đường kính 14 phân là thả lên trần là vừa đẹp. Đấy. Ở đây, mục đích con thả lên trần là nó gạt cái này này. Nó gạt cái này lên. Đấy. Bóp hai bên kia nó thả vào thì hai cái này nó tự bật ra, nó khóa lên trần luôn. Nó sẽ khóa trên trần luôn cho mình. Đấy, thế thôi. Khóa lên trần ạ. Đấy. Ok chưa? Với mức giá 800.000 một chiếc, 1.600.000 một đôi, 1.600.000 một đôi. À, quý vị có thể thoải mái chơi những dòng loa toàn giải, ván hở, độ xe, độ loa, rồi nó tóm lại loa thì có nhiều chỗ chơi lắm, nhiều kiểu chơi. Nên đó là sở thích của từng bác, được chưa? Đấy. À, tiếp theo nữa là sang với đôi loa Sony. Đôi loa Sony này thì báo cáo quý vị là đôi loa Sony này nó bị hơi bể cái nắp rồi. Đây này, nó bể là cái nắp này này, nó nở ra này. Các bác nào về này, các bác lấy cái đầu dao ấy, bác cạo hết một lượt cái bể nó bể nở đi cho em. Cạo hết sạch đi cho nó cái nở nó đẩy hết ra ngoài. Xong đổ cái envoy vào dí lại là lại chắc hết để cho nó kết dính lại như cũ. Đôi loa này, với đôi loa này để cho quý vị 900 nghìn. Đôi loa này, báo cáo quý vị là em nhấc loa em bán củ không, với loa tép cũng đã thoải mái rồi chứ không phải để như này. Nhưng để nguyên đây, bát Sony này. Con này là dòng loa toàn giải hết, 900.000 nha. Bắt đầu lấy hai con này, 900.000, 900.000, đây chưa, 900k. Vừa rồi giới thiệu đến cho quý vị một số mã loa cũng như là dàn mini cũng giải mã. Quý vị nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 0911 169 961. Còn một đôi nữa tìm đâu nó. Chuẩn bị sắp tới em đang muốn làm một số món thiết bị nhà thông minh của Lumi cũng như là của Hugo. Sắp tới em sẽ làm demo, em đang cài một số cái lệnh để sau này giới thiệu mặt hàng, sản phẩm. Thì sau này em sẽ làm demo giới thiệu cho các bác. Ví dụ như là các bác có thể điều khiển một ngôi nhà thông minh rất là tốt. Đây. Đấy, ngôi nhà thông minh chỉ cần là lệnh giọng nói, không cần phải bật mà các bác đi tận đâu các bác cũng có thể bật những ngôi nhà này. Ví dụ như là ra lệnh cho con Hugo này chẳng hạn. Ok Hugo, hôm nay trời có mưa không? Không, trời hiện không mưa ở Vũ Yển, nhiệt độ là 28 độ và có mây rải rác. Đấy, quý vị có thể ra lệnh. Và hiện tại em chưa cài đặt setup được cho những cái công tắc này. Đây là những công tắc cảm ứng này. Cảm ứng này. Hiện tại là đã ghép được cho điện thoại điều khiển từ xa rồi. Nhưng mà phải tạo cảnh để cho những con này nó điều khiển con này. Ví dụ đấy. Ví dụ như sau này em bảo ok Hugo bật ok Hugo bật đèn phòng khách.
có vẻ như bạn chưa thiết lập các đèn đó. Đấy. Bạn có thể làm đấy, việc này trong ứng dụng máy Google Home. Là phải đặt, phải setup đã, em chưa làm được. Còn sau này thì thôi. Hoặc là Google nó có thể bật TV, bật điều hòa, nhiệt độ bao nhiêu, rồi là nhiều vấn đề. Thì sau này em đang có một chương trình muốn làm đến một số thiết bị nhà thông minh để điều khiển. Thì bây giờ bắt đầu vào. Tôi làm một số thiết bị demo, sau này em sẽ thiết demo trực tiếp trên những ngôi nhà em dùng. Để em mới kinh doanh những món này. Ok Google. Từ đây đi Hà Nội bao nhiêu cây số? Vị trí của bạn cách Hà Nội 122 km bằng đường ô tô. Đấy. Cái Google này nó trả lời cho các bạn rất là nhiều cái tính năng rất là hay. Thì chính vì vậy nên là mới đây em bắt đầu chuẩn bị thôi để giới thiệu đến quý vị một số sản phẩm sắp tới làm ngôi nhà thông minh. Thật ra là đây là em đang thử để em ghép để mô trước, sau đó em lắp vào nhà để khi đó em giới thiệu tại nhà em thì các bác sẽ nhìn thấy rằng là nó thế này thì nó hợp lý, nó hay hơn. Chứ còn bây giờ để nó tràn lan như này thì nó không hiệu quả. Đấy. Có rất nhiều cái hay. Và ngoài ra thì ông Google này nó có là một trợ lý ảo cho các bác, là nó có thể giúp các bác tìm kiếm nhiều thông tin tóm lại rất là dễ. Ví dụ như em hỏi là ok Google, bác Hồ sinh năm bao nhiêu? Để được trợ giúp, bạn cần cho tôi thêm một số thông tin. Ok Google, bạn có thể thực hiện việc Ok Google, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước năm nào? Ok Google, bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm nào? Theo Wiki, ngày bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là ngày kỷ niệm hàng năm tại Việt Nam ghi nhận sự kiện Hồ Chí Minh lúc đó tên là Nguyễn Tất Thành rời bến nhà rồng trên con tàu Đô Đốc La Tuchècheville lên đường sang Pháp với tên gọi Văn Ba hay Anh Ba để học hỏi những điều mà ông cho là tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây. Đấy, nó rất là hay. Nó nhiều lúc là nó không hiểu được cái câu mình hỏi, nên bắt buộc mình hỏi kiểu này không được, mình phải hỏi kiểu khác. Có nghĩa là cái câu lệnh của mình nó ra thì Google nó đã lập theo một cái lệnh nhất định. Nó cũng không khó lắm, nhưng mà ít nhất nó phải có một từ hoặc hai từ để nó hiểu thì nó sẽ trả lời cho mình. Hẹn gặp lại quý vị vào clip sau.